Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Đảo, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Anh Chi, được phát trên kênh IQ Radio. Có chút mưa giáng dứt như sương, và hòn trống thì tựa hồ chao nhẹ khi tàu cập bờ đón món quà rời khỏi đó. Ngoái lại không thấy khói lên, hòn đảo lặng như không người, như không ai loay quay cạnh bếp lúc quà đi. Chắc là hơi nước nặng làm khói không vượt khỏi những tàn cây xòa rễ ra trên đá. Ghe cày dài dòng sóng, món quà thấy hơi say, chiều chưa kịp ăn gì, ngủ quên. Cái lúc mà hớt hải chạy ra bãi chỗ ghe đậu, thấy đám đàn ông trên ghe cười bậy bạ, món quà mới hay nút áo gài lệch, giặt cao giặt thấp. Áo này hình như không phải tự mình mặc lại, quà lơ mơ nhớ, trong lúc mắt liếc đông đưa. Cũng chiếc ghe này, những người này, bữa trước đem quà ra hòn trống, họ nói đi theo đường mòn, dòng qua dãy đá trời trồng này, sẽ thấy nhà của sáng. Cả hòn chỉ mỗi cái nhà của thằng cha đó, khỏi lo quà thất lạc hỏng tới tay. Nói rồi họ quay đầu ghe đi, không quên dặn dõi theo: nhớ nhắn chín ái gửi lời chào nghe. Nhưng người đàn ông trên đảo thì không nhớ chín ái nào hết. Ơn nghĩa gì mà tặng quà kỳ cục ha? Ông vẫn thường được tặng thịt bò, áo ấm, radio. Nhưng mấy cái thứ đó không hổn hển mùi người như quà lần này. Mỗi tháng có vài chục ghe biển ghé qua để hỏi coi giông gió làm sao. Đài báo biển yên, nhưng biển chỉ yên khi sáng nói trời này êm đó. Người ta tin ông cũng như tin đằng sau cái vẻ dịu dàng của trời biển là sự hung hiểm khó lường. Như có một thỏa hiệp với bóng tối, sáng nhận từ nó những thứ cảm giác mà ông chỉ đơn giản gọi là đánh hơi. Cũng không phải chỉ một lần, ông quyết liệt cản mấy chiếc ghe biển bạo gan ra khơi. Gió giành ngọn, đừng có giỡn nha. Một trong những kẻ thoát chết sau câu nói của ông giờ gửi tặng món quà nóng hổi. Ngồi đồng đưa cho khô cái ống quần bớt nước vì da quệt vô cỏ ướt, món quà kêu: trời đất ơi, cái xứ sở gì mà buồn ác liệt, không thèm người hay sao? Nhà cửa gì thì kỳ khôi, trốn khúc nào cũng gặp gió. Bếp có gì ăn không? Cơm cháy cũng được. Sáng giờ mới bỏ bụng tô hủ tiếu ở cửa sông Đông. Chém bàn tay trước mặt chủ nhà, món quà buộc miệng trả lời chính mình: ừ, mù thiệt. Mù mà sống được cái chỗ này mới sợ chứ. Rồi quà kể mình được trả tiền để ra hòn trống cho tới chiều mai làm vợ. Họ nói chồng là thằng cha mù, tên là Sáng. Đuôi mà Sáng mụ nội tôi chứ. Quà cười trong lúc nhẩm tính giá, chẳng gì điều đó mà thêm bớt đồng nào. Đàn ông kiểu gì cũng là đàn ông. Quà chẳng quan tâm mình sẽ tới một nơi cách bờ 12 hải lý, làm bạn cùng một kẻ sống lẻ trên một hòn đảo cũng lẻ giữa biển trời, lẻ như là bị lưu đày. Cái lúc mà nhìn thấy ngôi nhà của Sáng, quà nghĩ như vậy. Cái gọi là nhà đó lọt thỏm giữa những bãi đá và dài ba luống sao, những lùm bụi hoang dại. Từng ấy đất đá chỉ là chút bụi mờ trên mặt trùng khơi. Cái lúc mà đi á, quà có cảm giác là quên cái gì đó. Giờ mới rõ ra cái mớ áo chống đạn bỏ lại đầu giường. Không sao, chồng này á, coi bộ sạch. Dùi trong cái tấm mền rách, quà nghĩ thường ngủ cái đã. Đâu có ai nói làm vợ là không được ngủ. Chỉ kịp nghĩ tới đó thì trong cổ họng đã sôi tiếng ngáy. Cứ nằm thẳng lưng là quên đời, không nghe tiếng chảo gan rơi vì có người dắp chân, và xoài thì chín cây rụng ngoài sân. Thức dậy lúc bầy gà đã về đậu trên mái nhà sau một ngày lang thang kiếm ăn ở trên hòn. Sáng lọng cộng hết da lại dắp ngay trong cái tổ của chính ông.
ngồi yên đi cưng, dở có ăn thịt đâu mà sợ. Hòa nói rồi cười liếng láo trong lúc tự lục cơm ăn. Còn chồng á thì ra ngồi giữa cửa, tựa cái thằng ăn mày mà bị hắt hủi. Cảm thấy cái bóng tối mà mình đang náo rốt cuộc cũng bị chọc vào. Đây không phải là lần đầu tiên ông đón đàn bà. Từng có người tới hòn ở non một tuần rồi bỏ đi, chỉ vì không thở nổi quạnh hiu và quánh đặc. Ông muốn vô đất liền thì tôi đợi. Chị nói, sáng chị cười, gió biển nhanh chóng mang hơi muối oi oi làm bay biến mùi người. Giống như sáu ngày đêm đó, chỉ là cơn mơ nhỏ. Thức dậy, dẫn gió này, tiếng sóng ấy, sự bất biến của biển là một thứ ảo giác làm nguội nhanh vết thương. Một đợt gió dãi qua, nghe tiếng Hòa rên lên, ôi trời trời, lạnh kiểu này sao dám tắm. Níu sáng lên bộ giạc ghép bằng cây tạp, tự lần mở giải gói mình ra, gió thốc qua làm những sợi lông tơ trên người của Hòa dựng sững. Hòa hôi, ông chồng làm nhanh đi cho ấm, lãng giảng cái cảm giác lạ lẫm giữa hai làn da thịt. Rồi người sáng răm rang, áp vào đâu nghe Hòa mọc gai tới đó, tại gió đó. Hòa nói trong lúc tay sáng đã chạm tới vết sẹo trên cổ tay của mình. À, cái này là có lần tự tử. Nhưng vết sẹo như con sâu róm nằm dắt ngang cổ tay, ngay trên những mạch máu có nhiều lịch sử khác, tùy theo tên của Hòa. Hòa nói mình là Đào, nhà hồi xưa ở gần một cái chùa nhỏ, hàng dương trồng ở đó bốn mùa xào xạc tiếng mưa. Má của Đào là ca chính cho đội ca tài tử của xóm Gò Tây, hay đi ca cho đám dỗ đám ma, cho nên thường say rượu. Một bữa nửa đêm cây rơm giữa xóm cháy ngục trời, nghe tanh khét, người ta mới hay má Đào ngủ queo ở trong đó. Nửa tháng sau thì ba cưới vợ khác. Đúng cái hôm cưới, Đào đi dặm cù bắt chuột với mấy đứa trong xóm, thò tay vô miệng hang. Ngay lúc con chuột giọt ra, thằng kia cầm giá sắn bụp một phát, con chuột đứt hai, tay Đào thì phun máu, không nhận ra đâu là máu chuột và đâu là máu người. Rời nhau ra, đuôi tóc Hòa gãi lên cổ sáng trờn trờn như nước chảy, bảo cưng cứ kêu em là Phượng. Cho tới 12 tuổi không có cha, một bữa má dắt về một người đàn ông gò má cao má hóp, mắt nhiều tròng trắng, rồi nói cha mày đó Phượng. Cha hay tắm cho Phượng lúc má đi gom bạc góp. Nửa năm sau thì má hay được hai người cãi giả bay nóc nhà. Cha nổi khùng giác dao chém má, Phượng đưa tay đỡ một nhát, cha Phượng sợ chạy mất. Má nói khỏi kêu lại chỉ mất công, cái thứ cha ngang hông trời đánh thánh giật. Ê, mấy con vừa nãy em giỡn cho vui, hòn vắng quá, nói cho có tiếng người. Ở cửa sông Đông người ta kêu em là Mỹ Châu. Nội em mê cải lương, cho nên toàn lấy cái tên Đào Kép để đặt cho con cháu. Nội là chủ nhà máy trà gạo, giàu nhất cái xứ Bào Dừa. Ở đó chị em Châu là được mặc áo đầm sập xòe như bướm. Bữa nọ có ghe hàng sáo ghé qua mua gạo. Châu 16 tuổi, đang ngồi đọc tiểu thuyết ở trên bến, bỗng nghe tiếng gọi, em ơi! Nhìn quanh thì thấy con sáo đen treo đầu ghe, nó nhảy lạch chạch trong lòng, lâu lâu nghiêng cái đầu nghe ngóng, rồi kêu, em ơi, theo anh đi, nghèo mà vui lắm. Châu lén tuôn xuống ghe, dở cái sạp ém dưới lường. Cái chừng mà ghe đi xa mới bò ra cười xòe với người chủ ghe đầu bạc. Con sáo tỉnh bơ, không giật mình, như thấy cái cảnh này quen quá. Từ giả áo đầm, Châu làm thợ thứ 13 của chủ ghe hàng sáo. Cho tới khi con nhỏ thứ 14 theo ghe về, Châu buồn tình, ăn cắp con sáo bỏ đi. Nó lột lưỡi thêm mấy lần thì biết nói, nín đi, khóc con mẹ gì. Bữa con sáo sổ lòng bay mất, Châu buồn tình quá, cắt cổ tay. Nghe hay không?
Hòa hỏi trước khi dây nghiêng qua ngủ, cái đùi nặng trịch đè lên bụng dưới của Sáng bứt rứt. Gót chân của Hòa bị nẻ, cọ nhột bên đùi. Mùi da thịt hơi nồng tựa hành lá dập. Chắc là do Hòa không có được tắm. Những người từng gặp Sáng không hề biết họ đã được vẽ lại hình dáng trong bóng tối theo cách riêng của ông. Từ giọng nói, kiểu cười, cách họ thở, ông phát lên những nhân dạng, tự biết chúng chỉ là khói khi bước ra ánh sáng. Hơ ngón tay trên môi đàn bà, hình dung màu của nó. Sang tự hỏi, người nằm cạnh mình bao nhiêu tuổi? Là Châu, là Phượng hay là Đào? Món quà giàu có, không như mình chỉ trụi lũi mỗi một cuộc đời. Kể thì không tới ba câu. Mặt trời tắt năm lên bảy, sau mùa thủy đậu. 10 tuổi thì có lần bà mẹ kéo lại, nói má phải đẻ trứng gà thì đỡ quá, đi đâu chỉ cần bỏ túi mà đem theo. Nghe giọng nghẹn lại, thằng nhỏ tưởng bà nghẹn khoai. Nó ngủ một giấc thức dậy, nhìn quanh đã thấy không còn ai nữa. Như 3 năm trước thức dậy, chỉ thấy toàn là bóng tối. 12 gia đình trên chuyến vượt biên đêm đó, nghe nói đều tuyệt tích. Những ngày đầu ra hòn trống cặm chòi, thằng nhỏ ngày xưa nghĩ trong những con sóng ngày đêm la liếm bãi bờ gờ đá có cả những người thân của mình. Gần sáng sưởi ấm xong, Lật Sáng nằm ngửa ra thì Hòa hỏi, nè, tội tình gì mà chạy tuốt ra đây vậy? Ông muốn kể chuyện mình cho thật ly kỳ, nhưng không nghĩ được gì thì đùa, tôi nhìn lén vợ người ta tắm đó. Hòa cười ngắt nghẽo, du trái áp vào sườn Sáng nhão và lạnh. Câu hỏi đó Sáng nghe hoài. Người ta không tin ông tự dưng bỏ ra đảo mà sống. Sau 2 chữ vì thích, trồng trành nhiều dấu hỏi. Những ai trôi dạt ra ngoài này không nợ nần thì cũng gây tội ác, hoặc là chán ghét con người. Người ta kể bên hòn Sếu Bạc có nguyên ổ trộm bị truy nã. Ai cũng biết họ ở đó nhưng chẳng thèm truy bắt. Giữa trời dưới nước, nghe sóng dỗ miết thì người cũng mòn. Nhìn cái cảnh mà họ đào tìm nước ngọt, khai quang trồng cây ăn trái, nuôi cu ki bày gà, thì nhà chức trách cũng cho qua. Gặp nhau giữa biển, người ta hỏi nhau quá khứ, chẳng qua bâng quơ để mà đưa chuyện. Hòa cũng hỏi Sáng cho có. Cô ta mãi theo dệt cuộc đời của mình. Cái thực tại lượn lờ ở mấy cửa sông làm vợ thiên hạ là không đổi, nhưng cuộc nổi trôi cũng nhiều ngoạn mục. Buổi sáng thức dậy ở hòn trống, rửa mặt xong thì Hòa thành mỹ nhân. Cái hồi mà mới lớn gặt mướn bị ngã hai, một lần bị liềm cứa đứt cổ tay. Tức tối nghĩ mình là mỹ nhân mà, sao lại suốt ngày bị phơi dưới nắng, máu trộn mồ hôi. Thôi đi làm gái cho mát mẻ mà lại nhiều tiền. Như hôm qua giờ, không mẻ đồng nào vì cả cơm cũng miễn phí. Hòa nói với giọng khoái tù ti, con đàn bà 30 này hơi trơ tráo, khác với Út Hên vừa qua 26 tuổi của buổi chiều. Con gái chợ rơm một bữa theo bạn đi coi đoàn phim Gió Đùa Ngọn Cỏ đang quay ở đình cũ. Một người hỏi em có thích đóng phim không? Vai của em là chạy xẹt qua máy quay một cái, ngoái lại rồi nói với nữ chính, giặt rượt tới rồi kìa. Đoàn phim đi rồi, Út Hên cũng bỏ nhà đi. 3 năm trời diễn mấy cái vai chạy xẹt qua màn ảnh, có khi nói được một câu, có khi không. Đạo diễn nào coi đùi coi ngực xong cũng chê diễn chưa tới. Bữa mà được giao cái vai cô gái điếm cắt cổ tay để trốn khỏi đầu gấu, Út Hên nghĩ mình phải diễn vai này cho hết mình mới được. Cô làm máu chảy thật, chảy đến nỗi trôi lớp vải băng bó, trôi cục thuốc gò dùng để rịt vết thương. Vai diễn cuối cùng đó, lâu lâu nhớ lại vẫn còn chóng mặt. Lâm ly hơn đời mấy con nhỏ hôm qua giờ, ha? Hòa hỏi miệng bả lả mùa xoài chín. Mùa này xoài rụng đầy sân lầy đất. Hòa vừa múc chòm chọp, vừa xin cái túi mang về, rồi bảo chuyến này mà có bầu tôi bỏ nghề luôn, vừa quê đẻ con.
đặt tên nó là thằng xoài hay con xoài gì cũng được. Tự dưng sáng nghe giận sung, tay quăng mẫu bọt biển vào một bụi rậm dày, không có tiếng vọng. Cái thứ ấy ông định cho quà, để dành mài đôi gót chân bị nẻ. Cơn giận dâng ứ ngang cổ họng, ông không gọi quà dậy để ăn chút gì trước khi đi. Cũng làm lơ, chẳng tiện đưa món quà ra ngoài bãi sao. Tiếng hú dài làm hiệu của chiếc ghe ghé đón. 27 tiếng đồng hồ ở đó, quà không lân la lại bếp lần nào. Ủa, ai nói làm vợ là phải nấu cơm đâu? Quà chỉ trễ nải nằm chơi, kể mãi chuyện những đứa con gái ngây thơ rồi đổ nát. Tiếng máy nổ của chiếc ghe câu chìm dần giữa bao đợt sóng rã rời. Những ngày sắp tới sẽ động lắm đây. Sáng cảm giác những cột sóng phủ lấy người mình, vô phương chạy trốn. Coi như là mơ, nhưng gói sao cũng không vừa. Cô ta nói sẽ sinh con thiệt hay là chơi? Nếu mà thiệt, thì làm gì đây? Khi cả cái tên người đàn bà đó, ông cũng còn không biết.